Minh được tôi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Canh Thìn, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Bạch là Kim, ngày Canh Thìn tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Bạch là Kim, kỷ tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu ngoại việc, sao Nguyệt Hư xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời cô quả, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi ngày mới phương Đông cho thấy bước sang ngày thứ hai đầu tuần được cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý trong hôm nay đều rất khá, có người mang việc, mang của đến nhà. Bản mệnh không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kiếm tiền đầy đủ, cuộc sống trơn tru suôn sẻ. Chính tài nhập cục, đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho những chú chuột. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được. Ngày lại gặp ngũ hành xung khắc, có thể gây ra nhiều nỗi buồn về tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, dù đã rất cố gắng và chân thành trao đi tình cảm. Các cặp đôi thiếu sự sẻ chia nên quan hệ dần nhạt nhòa, chẳng còn sự quan tâm và yêu thương như thuở nào. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp và tài lộc đều có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có người mang việc, mang của đến nhà. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có nguồn thu nhập vững vàng, ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều nỗi buồn về tình cảm, đôi lứa thiếu sự sẻ chia. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 25, số 6, số 89. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Vâng,
Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới chỉ ra rằng, cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá, cảnh báo về những trục trặc trong công việc mà người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt ngay trong ngày thứ hai đầu tuần này. Điều bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải. Cũng trong hôm nay, kiếp tài ngáng trở những chú trâu trên chặng đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Hung tinh này mang theo điềm báo phá tài khá lớn, nếu bản mệnh không cẩn trọng đề phòng thì tài lộc có tụ rồi cũng tiêu tán, tiền bạc kiếm được bao nhiêu, vào cửa trước rồi cũng ra hết cửa sau. Người làm kinh doanh càng cần phải thận trọng trong các quyết định đầu tư của mình. Thổ khí vượng khiến cơ thể không được ổn định, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Ngoài ra, trong những ngày hè nóng bức này, không quên thường xuyên bổ sung đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể trong một ngày để làn da luôn đủ độ ẩm mịn. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, đối mặt với nhiều những trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, cần giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có điểm báo phá tài, tài lộc có tụ rồi cũng tiêu tán. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh cần phải thận trọng trong quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cơ thể không được ổn định, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 3, số 72. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, y. Quý nhân phù trợ, Ý, Thị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Dần. Quý nhân tam hội nâng đỡ, dành cho con giáp này những mối nhân duyên bất ngờ, người độc thân nhân cơ hội này có thể để cải thiện vận trình tình cảm của mình. Với những người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong những lúc đào hoa quá vượng kẻo vướng phải đào hoa xấu. Nhân duyên vượng giúp bạn được nhiều người quý mến, tuy nhiên cần vạch rõ ranh giới cho mình trong các mối quan hệ, tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc. Ngoài ra, ngày này bản mệnh nên chú ý hơn trong công việc của mình. Chuyện tình cảm có thể khiến bạn sao nhãng trong công việc hàng ngày, kém tập trung dễ gây ra sai sót. Nhất là trong ngày có tiểu nhân thiên quan xuất hiện như hôm nay khiến cho chuyện xấu càng thêm xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường công danh của bạn. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, vận trình hanh thông, đón nhiều nhân duyên bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, người độc thân nhân có cơ hội cải thiện vận trình tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, người đã lập gia đình nên cẩn trọng đào hoa xấu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nên chú ý hơn trong công việc của mình, tránh sao nhãng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đề phòng tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến đường công danh. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 14, số 95. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày Thìn Mão tương hại, người tuổi Mão có thể gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên. Đang yên đang lành thì mâu thuẫn bùng nổ, bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân và miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào chẳng hay. Ngày này mộc thổ xung khắc, người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Đặt ra quá nhiều yêu cầu dành cho người bạn đời trong tương lai có lẽ cũng là rào cản khá lớn để bạn tìm thấy được hạnh phúc của đời mình.
hãy thử hạ thấp tiêu chuẩn để không bỏ lỡ mối duyên đẹp bạn nhé. Với các cặp đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ngày qua ngày lại trở thành ngòi nổ có thể phá tan tình cảm ngọt ngào của hai bạn trước đây. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, dễ vướng họa tiểu nhân và miệng gây họa. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tình cảm giữa các cặp đôi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 4, số 91. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi thứ hai ngày 22 tháng 5 năm 2023 cho thấy cục diện Thìn tự hình tác động khiến cho người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp với người khác. Bạn tự tách mình ra khỏi đám đông. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình, nên dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng không thấy muốn chủ động tiếp xúc. Đừng vô tình khiến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Đừng luôn cho rằng người khác luôn sai, còn mình thì luôn đúng. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, cứng đầu, cố chấp trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, có xu hướng tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của người khác. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 43, số 21, số 80. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần này cho thấy người tuổi Tỵ có sự giúp sức của thiên ấn nên công việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Có cát thần này ở bên hỗ trợ, dù công việc nảy sinh những khó khăn, trở ngại nhất định nhưng nó không phải là rào cản bạn tiến tới thành công mà ngược lại còn thúc đẩy bạn có nhiều đột phá hơn. Bản mệnh có những tài năng của riêng mình và hiểu thế mạnh của bản thân ở đâu để tập trung phát triển, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Những tài năng tiềm ẩn đó giúp người tuổi Tỵ nhẹ nhàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đem lại cái nhìn mới về bản thân cho những người xung quanh. Hỏa sinh thổ, đường tình duyên của những chú rắn cũng khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ nếu còn độc thân có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Sự hài hòa trong các mối quan hệ giúp con giáp này vượng vận đào hoa, được nhiều người đem lòng thương mến. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, khó khăn trở thành động lực để phát triển mạnh mẽ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hiểu thế mạnh của bản thân ở đâu để tập trung phát triển. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, xây dựng được hình ảnh đáng tin trong mắt người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đường tình duyên khởi sắc rõ rệt, người độc thân vượng duyên. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn,
số 16, số 96, số 27. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ được chính ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn nhiều lần so với bình thường. Chỉ cần bạn làm tốt việc của mình là sẽ được cấp trên công nhận năng lực mà thôi. Bạn hãy cứ tự tin làm những điều mình muốn, đừng e ngại điều gì. Hỏa dưỡng thổ cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí. Tình yêu thắp sáng trái tim và khiến cho những chú ngựa có thêm niềm tin, động lực vào tương lai tươi sáng phía trước. Với người độc thân thì hôm nay có thể là thời điểm để bạn gác lại quá khứ sau lưng, sống với hiện tại và đón nhận tình cảm mới đến với mình. Những vết thương sẽ chẳng thể nào lành lặn nếu bạn liên tục đào xới lại, những gì đã qua không thể trở lại được, đừng cố níu kéo những thứ đã chẳng thể thuộc về mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, công việc suôn sẻ và ổn định hơn bình thường. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, chỉ cần làm tốt việc của mình sẽ được cấp trên công nhận. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa, tình cảm hạnh phúc, nhân duyên tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, tình yêu thắp sáng trái tim, mang tới niềm tin và động lực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc, người độc thân nên gác lại quá khứ, sống cho hiện tại. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 55, số 19, số 77. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, da cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Bị cục diện Thìn Mùi tương hình tác động, người tuổi Mùi có điểm báo dễ bị lừa gạt tiền bạc trong hôm nay. Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Con giáp này điêu đứng khi tài chính hao hụt, thậm chí có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do đó, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu. Đã vậy, việc kiếm tiền càng ngày càng khó khăn hơn. Mặc dù bản mệnh đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn. Trong ngày gặp thổ khí vượng cho thấy, bản mệnh khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bản mệnh sẽ ảnh hưởng xấu tới những mối quan hệ xung quanh, nhất là những người thân của bạn. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim, có điểm báo dễ bị lừa gạt tiền bạc trong hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy, dễ tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa, điêu đứng khi tài chính hao hụt, dễ nợ nần tài chính. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ, việc kiếm tiền càng ngày càng khó khăn hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc, khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 98, số 23. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân trong hôm nay vô cùng thuận lợi nhờ được tam hợp che chở, kéo theo tài lộc dồi dào. Có quý nhân hào phóng trợ lực nên bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi dịp tốt là bắt tay vào hành động. Sự nghiệp đáng mong chờ, công việc có những bước tiến mới, mạnh mẽ và khởi sắc hơn hẳn giai đoạn trước.
thực thần ghé thăm còn mang tới những cơ hội làm ăn khá lớn cho con giáp này. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ có một ngày thứ hai đầu tuần bận rộn, nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Ngày này đường tình duyên của những chú khỉ đang cực kỳ hanh thông, rộng mở. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ xã giao vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nên lên kế hoạch chi tiết khi có quý nhân trợ lực. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp đáng mong chờ, công việc có những bước tiến mới. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, bận rộn nhưng tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đường tình duyên cực kỳ hanh thông, rộng mở. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 58, số 9, số 65. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng kim. Quý nhân. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Nhờ gặp cục diện lục hợp, người tuổi Dậu có thể vượt được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính sức mình. Nhờ có kế hoạch làm việc hợp lý, bản mệnh cảm thấy công việc của mình hôm nay tiến triển thuận lợi hơn bình thường rất nhiều. Đường công danh có điểm báo khởi sắc, nhiều thành công đang chờ đón. Bản mệnh là người có tầm nhìn xa trông rộng, vì thế hãy để khả năng của mình được phát triển nhiều hơn trong công việc. Và luôn nhớ hãy giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi, có như vậy mới nhận được sự tin cậy và yêu mến của đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Cát thần này cũng giúp bạn nhận được sự sẻ chia và thấu hiểu của những người thân thiết. Với con giáp này, đây cũng là một nguồn động lực lớn lao giúp bạn vượt qua khó khăn, vất vả. Bạn luôn nhắc nhở mình phải chăm chỉ để mang tới thật nhiều những điều tốt đẹp cho các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vượt được khó khăn trở ngại bằng chính sức mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển nhờ có kế hoạch làm việc hợp lý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có tầm nhìn xa trông rộng, tập trung phát huy ưu thế. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, được yêu mến nhờ thái độ khiêm tốn, học hỏi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhận được sự sẻ chia và thấu hiểu của người thân. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 50, số 37, số 11. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới gặp cục diện Thìn Tuất tương xung, đe dọa vận trình trong ngày hôm nay của người tuổi Tuất. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Tâm trạng của con giáp này cũng trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Nếu gặp khó khăn, trắc trở trong công việc, bạn dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể. Tỷ kiên xuất hiện còn cho thấy, hôm nay hoàn toàn không thích hợp cho những giao dịch về tài chính, mạo hiểm về tiền bạc, đầu tư mà người tuổi Tuất không thể lường hết được những rắc rối mà mình có thể đụng phải. Tốt nhất là dành thời gian giải quyết các công việc còn dang dở hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên tìm cách giải quyết triệt để khúc mắc tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tâm trạng trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, ngày này không thích hợp cho những giao dịch về tài chính. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 73, số 58. Giờ tốt,
từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Hôm nay, người tuổi Hợi đón ngày mới may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có thiên tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có. Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ. Thổ thủy xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh không được như ý khi mà đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi. Mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, ai cũng cho rằng mình có lý, chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều may mắn liên quan tới tiền bạc, tài chính. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, người làm công ăn lương có thể thu được những món hời bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi, tình duyên không được như ý. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đạt được nhiều lợi nhuận nhờ những ý tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 71, số 86. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi, Tý. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.